Thanh Sói là một bộ phim coi được nếu bạn là một khán giả dễ tính. Hại cho điên, một thằng tàn nhẫn, thâm hiểm và cực kỳ máu lạnh. Bốn đứa này là bộ tứ giang hồ tung hoành khắp các nơi. Không biết bao nhiêu đứa con gái đã bị hại với thằng chó này. Ba đứa con gái mà sống vô đây đốt luôn chỗ này của tao. Cuộc đời đâu có cho mình lựa chọn, mà chính số phận lựa chọn mình. Còn nếu bạn là một khán giả của Netflix ở nhà, bạn thường xuyên tiếp cận với những bộ phim hay trên thế giới, những bộ phim hành động giải trí mãn nhãn như là The Bullet Train của Brad Pitt mà hôm bữa tôi có review, hoặc là coi một bộ phim thuần về đánh đấm coi đã mắt như là The Red Redemption của Indonesia, Malaysia, thì các bạn sẽ thấy Thanh Sói là một bộ phim còn quá nhiều thiếu sót. Thiếu sót lớn nhất là phần kịch bản có cái sự đơn giản đến mức bình thường, thậm chí là ngô nghê và vô lý khi càng đi gần về cuối phim. Tại vì lúc đó bộ phim tập trung quá nhiều vào phần hành động, vốn là thế mạnh của những tác phẩm của Ngô Thanh Vân. Phần hành động ở trong bộ phim này thì có thể nói là nó vượt lên mặt bằng chung của phim Việt Nam, khá là đáng khen ở đó. Tuy nhiên, một bộ phim nếu chỉ tập trung vào phần hành động không thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể bật clip của nhóm XNC lên coi đánh lộn cũng được. Thiệt ra nhóm XNC cũng có xuất hiện ở trong bộ phim này, nhưng xuất hiện rất là tội nghiệp. Coi mà tôi cảm thấy tức giùm cái nhóm đó luôn á. Trời đất ơi, tụi nó biết đánh giỏi giỏi gì mà vô đánh được có một cảnh mà cũng không có ra gì nữa. Trời đất ơi là trời. Coi cái review này rồi các bạn sẽ hiểu Thanh Sói hay ở chỗ nào, dở ở chỗ nào, và tại vì sao tôi nói nó coi được nếu bạn là khán giả dễ tính, chứ còn như tôi coi xong thấy tiếc tiền lắm á mấy bạn. Thanh Sói là một bộ phim nói về thế giới giang hồ ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1998-99. Cái đám giang hồ này nó ghê gớm lắm, đâm nhau, chém nhau, bắn nhau, giết nhau mỗi ngày để cạnh tranh giành địa bàn. Thiệt sự nó không giống lắm với cái thời điểm tôi sống, nhưng mà thôi kệ, phim hư cấu không sao cả. Nhân vật chính của bộ phim Thanh Sói là một cô tên Bi, thì tôi cũng không hiểu tại sao lại đặt tên kiểu như vậy. Nhưng mà sau này mới biết là hóa ra là Thanh Sói là nhân vật đã xuất hiện trong phim Hai Phượng, cho nên phim này là nói về cuộc đời quá khứ của cô này. Vậy tại sao không đặt tên cho cái cô nhân vật chính là Thanh, còn đặt tên cho cái cô mà tóc tiên trong phim này tên là Bi đi, chứ đặt tên cho cô tóc tiên là Thanh, sau rồi cái nhân vật chính là Bi mà cuối phim kêu là phim Thanh Sói thì nó lộn xộn lắm. Tôi nói vậy thôi chứ là tôi cũng hiểu, tại vì phim này là phim của Thanh Nhân, cho nên chúng ta nếu mà dễ tính thì có thể bỏ qua được, nhưng mà khó tính thì các bạn sẽ thấy lấn cấn ngay từ đầu rồi. Thì cái cô Bi này á, cổ hồi nhỏ có một cái tuổi thơ rất là cực khổ, con của một cô đi làm gái, sau đó cái bắt đầu trêu dạt lên thành phố, cũng sống cũng đi làm, nói chung giật dọc này nọ, rồi sau này cái cổ vô tù, đó là lúc hết phim. Thì thấy tội nghiệp lắm á, cuộc đời thấy thúi hẻo vậy, nhưng mà coi phim các bạn sẽ hiểu tại sao nó thúi hẻo như vậy. Thì ban đầu cô này hồi nhỏ ở nhà má làm gái nuôi cổ, nhưng mà má của cổ rất là thương cổ, và đặc biệt là má của cổ chữ nghĩa má kinh khủng lắm mấy bạn. Làm gái ở dưới quê đi thuyền tùm lum để mà kiếm khách, nhưng mà nói chuyện trời đất ơi là trời, lúc mà nói chuyện với con mà để con chuẩn bị đi mà đi học á thì nói chuyện vậy nè: má đóng đủ tiền học cho con rồi, mai con lên lớp nhớ tạo ấn tượng cho thầy cô và bạn bè nha. Wow, các bạn đã bao giờ nghe ba mẹ bạn nói chuyện như vậy chưa? Nếu mà nhẹ đó thì chắc chắn đó, các bạn sẽ nghe là: con đi học vô học cho tốt nghe chưa, hay là: mày ăn cơm lẹ lên để đi học trễ bây giờ. Chứ bà bao giờ các bạn nghe được ba má của bạn nói một cái câu mà giống như tập làm văn như vậy chưa? Chắc chắn là không có ai có hết trơn á đó. Thật ra không lấy làm lạ khi mà cái cô Bi này, cổ mặc dù là đầu đường xó chợ, nhưng mà trong phim cổ nói những cái câu mà nói thiện người bình thường không ai nói được. Chẳng hạn như đầu phim cổ đã nói: trong cuộc đời ai cũng sẽ phải đứng trước lựa chọn giữa ánh sáng và bóng tối, nhưng liệu có ai lựa chọn đúng? Không có ai ngoài đời nói như vậy cả. Nhưng nếu chúng ta biết má của cổ có thể nói được những câu như kia thì chúng ta cũng hiểu được: hổ phụ sinh hổ tử, hổ mẫu sinh hổ tử, hổ mẫu sinh hổ. Ok, nói chung về cơ bản là má nói sao là con cũng phải nói được như vậy. Cô này á, lúc còn nhỏ cô khổ, tại vì má của cổ đi làm gái nuôi cổ. Nhưng mà có một bữa lúc mà cổ lớn lên khoảng cỡ 9 tuổi thì có một cái thằng nó nhào vô, nó đòi làm thịt luôn cả cổ luôn, chứ không phải là làm thịt má cổ nữa. Thì má cổ về bắt đầu đánh qua đánh lại, thì có hai người kia bị chết. Xong rồi cái nguyên cái chòi của cổ á, là bị cháy luôn cái cổ, phải trôi dạt lên thành phố. Trước khi trôi dạt lên thành phố là cổ cũng phải nói một cái câu nữa, nghe nó lâm ly lắm: tôi cứ tưởng mình đã chạm được những giấc mơ đầy ánh sáng, ai ngờ tất cả đã chìm vào biển lửa. Trời đất ơi, tôi đọc thấy cái câu đó xong tôi cảm thấy cái quyết định lên thành phố của cổ đi ăn cướp, đi giật dọc, đi móc túi này nọ là quá sai lầm. Cái trình độ văn học của cô
Một là có thể đi làm giảng viên đại học được, tại vì không phải ai cũng nói chuyện được như vậy đâu. Hoặc là cô bèo nhất cũng có thể đi làm viết báo, làm ở trong cái bộ phận bản đọc viết của VN Express, viết những cái bài xạo xạo kiểu như là tôi lương một tháng chỉ có 5 triệu nhưng 2 năm đã mua được nhà ở thành phố, kiểu như vậy tương lai nó sáng ngời rộng mở lắm. Nhưng mà nếu mà làm như vậy thì sẽ không có phim chúng ta coi, cho nên cô này á, cô vẫn tiếp tục đi làm những cái việc mà dẫn tới chuyện cô bị đánh đập. Tại vì trời, đi trực dọc mà không có ai mà bảo kê thì thế nào cũng có chuyện nó xảy ra. Cô bị đánh nè, cô bị nguyên một đám chuẩn bị gan bang cổ, thì lúc đó Ngô Thanh Dân xuất hiện. Ngô Thanh Dân đánh kịch kịch, đúng kiểu như là Ngô Thanh Dân luôn nhân vật là giỏ giỏ từ trước tới giờ là vậy, phim nào cũng vậy, cổ lúc nào cũng giỏ giỏ hết. Đó là điều quan trọng nhất. Thì cổ cứu cô này đem về, thì đem về cái chỗ xào huyệt của cô Ngô Thanh Dân á, là đã có sẵn hai cô rồi. Một cô tóc tiên là ca sĩ nhưng mà trong phim này cô tên Thanh, với một cô tên là Thanh Vi, cô này là tên Hồng ở trong phim. Cô Thanh Vi này đã từng đóng cái phim mà 10 lời nguyền trở lại, tôi có review á. Thì trong phim đó cổ đóng vai một con ma khá là xàm xí, ok. Nhưng mà phim này cô đóng đỡ hơn, cũng quýnh lộn, săn mạnh mẽ hơn nè. Thì hai cái cô này mới đầu là không có chấp nhận là cho cô Bi gia nhập, tại vì theo như hai cô này nói là nó không đủ mạnh mẽ đâu. Thành ra cái cách hay nhất để chứng tỏ sự mạnh mẽ đó là gì? Đó là makeover. Makeover là gì? Bạn nào mà coi những cái phim teen thì sẽ hay thấy có một cô xấu xí, sau đó được bạn bè makeover bằng cách là make up nè, rồi thay đồ nè, làm đẹp lên tự nhiên đẹp. Thì trong phim này cũng y chang như vậy. Cô Bi đang xấu xí vậy đó, cái bắt đầu cắt tóc cho cổ, rồi tô môi son, rồi cho cổ mặc đồ đẹp thì đẹp lên, cái cổ khác hẳn luôn. Sau khi cổ khác hẳn, cổ đẹp lên rồi để chứng tỏ được sự mạnh mẽ đó, thì cổ chuyển qua đi quýnh lộn với lại cô Thanh. Các bạn có bao giờ sắp đi đánh lộn mà các bạn nói thôi để mình đánh miếng son môi cho nó đẹp này nha, rồi mình kẻ chút chân mày cho nó sáng lên nè, rồi mình mặc bộ đồ thì là đẹp, để rác nữa là nó đánh vô mặt mình cho rách áo mình, rồi cho mặt mình máu me không? Không có. Nhưng mà bộ phim này nó là như vậy. Thì đã nói một lần nữa, phim mà Ngô Thanh Vân thì kịch bản nó yếu, bạn nào dễ tính có thể bỏ qua, bởi vì cái cảnh mà quay makeover á, nhìn nó rất là style, nó rất là ạt, nhưng mà nội dung của nó rất là kỳ cục, tự nhiên ai đi makeover để đi quýnh lộn đúng không? Nhưng mà thôi bỏ qua, nếu mà không bỏ qua là chắc bạn tới đây chắc cũng sẽ không có coi phim nữa đâu. Nhưng mà tôi nói để các bạn hiểu. Nhưng cái kế tiếp á, nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rất là kỳ cục. Ba cô gái này nghe nói là cuộc đời rất là quằn quại, rất là khó, rất là khổ. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy được cô Bi, cô khổ thôi. Mà nỗi khổ của cổ á, cũng là có thể dẫn tới cái chuyện là cổ căm thù những cái thằng mà mất dạy hành hạ cổ. Hai cô kia cũng thấy khổ nhưng mà cũng không có khổ gì nhiều lắm, tại vì nguyên cái bộ phim các bạn sẽ thấy ba cô này không có làm gì để sống hết, suốt ngày chỉ có quýnh lộn thôi à, tập võ để quýnh lộn thôi, sau đó mặc đồ vui vẻ, chơi vui vẻ thôi, chứ còn không có làm một cái gì để ra tiền để mà ăn hết trơn hết á. Nhưng mà trong phim cổ rất là hận đàn ông, cổ Ngô Thanh Dân cũng hận đàn ông luôn. Cô đó nói những cái câu mà kinh khủng lắm, kiểu như vậy: tôi đàn ông là vậy, tụi nó coi đàn bà như đồ chơi, đem nỗi đau của chị em mình ra coi như trò đùa, đã đến lúc mình phải cho tụi nó trả giá. Trời đất ơi, làm cái gì mà hận đàn ông dữ như vậy? Đàn ông có người nhiều người dễ thương lắm thiệt á. Đàn ông chỉ mong được phụ nữ chơi thôi, đem ra làm trò đùa thôi, chứ cũng không có ai mà rảnh tới mức mà đem phụ nữ đó làm trò đùa đâu. Không có đâu thiệt á. Bạn nào mà coi cái clip Vì Sao Phụ Nữ Đẹp Bị Ghét của tôi, các bạn sẽ hiểu có rất nhiều người đàn ông như anh Dê Leo rất là hiểu nỗi đau của các bạn, rất là xứng đáng để các bạn bấm nút share, bấm nút subscribe và donate cho những cái kiến thức hay ho như vậy. Chứ đừng có nói đàn ông đứa nào cũng tồi tệ hết, nói tầm xàm như mấy đứa nít gì đó. Đàn ông mà nói thiệt khéo nái cũng biết leo cây là nhảm lắm, tại vì các bạn chỉ cần thử một cách duy nhất thôi, đi ra ngoài đường hỏi bác ơi mấy giờ rồi, ông đó ông bảo đảm ông nói giờ là 8 giờ y chang như là cái đồng hồ của bạn luôn. Lúc đó bạn nhìn coi chung quanh có con heo nái nào leo cây không? Không có, nó nhảm vô cùng, mặc dù ông nói đúng đó. Cho nên đừng có là triết lý những cái câu nhảm như vậy nữa nha. Thì bộ phim tới đây coi như các bạn phải chấp nhận là ba nhân vật này rất là hận đàn ông, mặc dù không biết đàn ông làm gì cho họ hận, tại vì các bạn chỉ nghe họ nói thôi. Bi thì thấy, còn hai cô kia thì không thấy. Hai cô này thậm chí á, trong đó cái cô Vi á, là thậm chí là còn có yêu một cái cô trong băng đảng nữa. Nói chung là mỗi lần gặp nhau là hai người hung nhau rồi làm gì đủ kiểu hết trơn, không thấy hận chỗ nào hết trơn á đó. Nhưng mà hận lắm, tại vì hận xong rồi cái cô thanh nhân kêu ba cái cô của mình bây giờ làm sát thủ đi phá cái băng đảng đó. Băng đảng nó mất dạy lắm, buôn bán thân xác phụ nữ để bán họ vào lầu xanh. Thì cái này là một trong những cái điểm mà làm cho tôi cảm thấy lấn cấn nữa, bởi vì thực sự ngoài đời không có cô nào mà bị bán vào lầu xanh hết đó. Những cô đó tự ý đi làm lầu xanh, thực sự không có ai mà bắt mấy cổ đi làm hết đó, mấy cổ tự làm. Trong phim thì thôi kệ, chúng ta cố gắng bỏ qua một lần nữa nha. Như tôi đã nói, bạn coi phim này bạn dễ tính, bạn sẽ không để ý. Nhưng bạn mà có một chút hiểu biết về cuộc đời, bạn sẽ cảm thấy không có chuyện như vậy đâu. Nhưng mà thôi kệ, bỏ qua một chút xíu đi. Cái băng đảng mà được coi là cái chuyện mà sống trên thân xác phụ nữ đó là băng đảng của Hải Chó Điên. Hải Chó Điên là một cái thằng ở trong phim được gọi là kêu bằng mà trùm ghê gớm lắm, căng thẳng, tính toán rồi nhiều ghê gớm, nó điên lắm, nó loạn lắm. Nhưng mà coi phim mình chỉ thấy ảnh điên thôi chứ không có thấy ảnh tính toán hay là ảnh ra vẻ một ông trùm gì hết trơn á đó. Thì nhân vật mà đóng Hải Chó Điên á là anh Thuận Nguyễn. Anh này đã đóng một cái phim mà Qua Bển Làm Chi. Phim đó nói đại ý là người Việt Nam qua Mỹ làm gì khổ lắm. Thì những người trong phim đó họ vẫn ở bên Mỹ chứ họ không có về Việt Nam, cho nên tôi
chém cá là các bạn coi vậy là cũng biết là phim đó nó dở rồi. Thì trong đó anh đóng dở, phim này anh đóng đỡ hơn, nhưng mà do cái giới hạn của cái kịch bản cho nên ảnh cố gắng đóng, ảnh cố gắng gồng giọng để thể hiện ra là mình là một ông trùm, nhưng mà nói thiệt chỉ cảm thấy được là nhân vật của ảnh điên loạn thôi, chứ còn trùm không có cái gì hết á. Ảnh không có một chút xíu để chứng tỏ được là ảnh là một ông trùm hết. Nhân vật trong phim phá cái băng nhóm của ảnh là ai anh cũng không có biết, cho tới gần cuối phim ảnh mới biết được, mà ảnh cũng không có cách gì mà để giải quyết, cho tới khi mà tụi nó tự tới xào huyệt của ảnh đánh ảnh thì ảnh mới có thể kêu người ra mà để giải quyết, chứ ảnh cũng không có làm được cái gì hết trơn á đó. Mà nói thiệt đó không phải là chỉ là cái tội duy nhất của cái nhân vật đó thôi, mà còn những nhân vật khác như là nhân vật do anh Song Luân anh đóng. Trong phim này anh đóng là kiểu như là một nhân vật có hai chiều, có nội tâm này nọ loại trai, nhưng mà cái cách mà ảnh bị giải quyết vào cuối phim á, tôi coi tôi thấy thiệt ủa sao kỳ vậy, ảnh bị giải quyết một cách du duyên lãng xẹt, tại sao có thể viết một cái kết thúc cho ảnh như vậy được. Thì một lần nữa tôi đã nói đây là điểm yếu cố hữu của những phim do Ngô Thanh Vân mà bỏ tiền ra sản xuất hay đạo diễn. Phần hình đánh nhau thì ok lắm, nhưng nội dung nó rất là nhiều lỗ hổng và sai vô lý. Cái bộ phim này khen á là khen về cái phần đánh nhau, khen về cái phần quay, cái phần mà art direction nhìn nó rất là rõ ràng, rất là kỹ. Các bạn coi các bạn sẽ thấy được cái màu của những cái chợ sập sệ, rồi màu của những cái thế giới mà kiểu giống như các bạn coi phim khác các bạn sẽ không có thấy, mặc dù nó hơi giải giả một chút xíu, nó hơi kịch kịch chút xíu, nhưng mà chúng ta cũng khen Ngô Thanh Vân ở trong cái chuyện mà đã đưa được cái xã hội mà kiểu nhấp nhúa ở ngoài nhìn thấy được lên bộ phim. Thì có lẽ đó cũng là một trong những cái mà dẫn tới cái phim này bị chậm trễ ra rạp, bị chỉnh sửa này nọ lọ chai. Tôi cũng đồng cảm với chuyện đó lắm, nhưng mà tôi cũng thấy là cái bộ phim này kịch bản nó vẫn còn có nhiều điều cần phải giải quyết lắm, sau này cố gắng đầu tư cho kịch bản lên nha. Chứ còn phần hình ảnh quánh lộn thì bộ phim này nó có thể là gần tới được cái mức của thế giới rồi. Các bạn coi các bạn sẽ thấy trong phim này ba cô nữ đều là diễn viên, hoa hậu rồi ca sĩ không thôi, nhưng mà họ đánh khá là có lực. Nhìn là các bạn có thể tin được là những người này đã học võ và ra đòn dứt khoát. Nhìn thấy nó rất là đã, tức là đánh chém rồi. Những cái đoạn mà đánh nhau với súng đạn, dao kéo kềm búa hay là kim tiêm, các bạn sẽ thấy khá là sáng tạo và cảm thấy nó có cái mùi của Atomic Blonde, một bộ phim của nước ngoài coi cũng rất là hay. Và các bạn cũng sẽ cảm thấy được phần nào của những cái trường đoạn như là quýnh nhau trong hành lang, như là của Old Boy, như là của phim The Red Redemption gì đó, nhưng mà nó chưa có tới. Bởi vì những cái cảnh mà đánh nhau trong phim này hay thì có hay, mạnh thì có mạnh, nhưng các bạn sẽ thấy nó tập trung quá nhiều vào phần cảnh cận và cảnh trung. Cảnh cận và trung là sao? Tức là cảnh toàn là bạn sẽ thấy được nguyên một người quýnh lộn ra chiêu, còn cảnh trung là các bạn chỉ thấy được cái nửa người thôi, quýnh ra chiêu, còn cảnh cận các bạn sẽ thấy cái bị đấm vô mặt là những cái mà ở gần mặt, những cái cách mà thủ thuật ở trong những bộ phim mà khi mà diễn viên không có đủ khả năng võ thuật á thì sẽ thường quay tập trung vào cảnh trung và cảnh cận để cho chúng ta không có thấy được là cái bộ pháp của những người đó đứng không có ra đòn đủ mạnh à. Thì nếu mà bạn nào coi những clip action của Action C, cái nhóm mà Việt Nam mà chuyên về võ thuật, các bạn sẽ thấy khi họ quay á thì họ quay cái cảnh toàn rất là nhiều để các bạn thấy được khi mà họ đánh, cái đòn đánh nó uy lực như thế nào và cái cách ra đòn của họ nó rõ như thế nào, từ đó chúng ta hiểu được và cảm nhận được cái đòn thế này đúng là của những người đánh võ. Còn trong phim này thì tại vì ba cô này dù có tập luyện giỏi như thế nào thì cũng không phải là người đánh võ thực sự, cho nên ok, chấp nhận được ở cái mức đó. Và đó là lý do gì tôi nói hành động coi hay, coi mãn nhãn, nhưng mà nó chưa có chạm được tới mức quốc tế. Đó là cái mà tôi nói để giúp các bạn hiểu. Về cái phần mà cái anh mà tóc dài trong phim Action C á, anh đó thường hay cameo những phim khác nhiều lắm. Phim này anh vô anh đóng hả một cái vai mà từ đầu tới cuối anh chỉ đóng vai nghiện thôi à, thì khổ dễ ảnh dễ sợ luôn vậy đó. Tới cuối phim anh mới quýnh được một xíu, mà đang quýnh á cái nó cắt qua cảnh nói chuyện, xong quay lại anh quýnh có mấy cái nữa anh chết rồi, tội nghiệp dễ thương. Đánh cũng hay mà lên phim quánh được có chút xíu thì tội nghiệp, dễ sợ tội nghiệp luôn. Còn những cái cảnh khác ở trong phim này như hành động, như là cảnh chạy xe được đuổi thì các bạn sẽ cảm thấy được có cái phần nào CGI trong đó, nhưng mà nó cũng có sự sáng tạo. Là thường những cảnh rượt đuổi Việt Nam chúng ta chỉ thấy là phim cảnh rượt mà ở trên xe hơi cố gắng bắt chước nước ngoài, nhưng mà nó hơi kỳ. Ở Việt Nam rượt đuổi trên xe máy mới đúng, thì cảnh ở trong phim này rượt đuổi coi nó khá là ok, nhưng mà cái CGI của nó chưa có tới mức mà có thể cho chúng ta cảm thấy được wow. Cái khổ của cái đám thanh sói nó ra là đúng đang có phim Avatar. Các bạn coi CGI các bạn sẽ thấy quá tuyệt vời luôn. Tôi có review Avatar rồi, các bạn coi đi. Cái thế giới trong phim Avatar nó thực sự coi Avatar 2 nó vô cùng mãn nhãn, mặc dù cái kịch bản của nó cũng khá nhiều lỗ hổng và phi logic, nhưng mà nó ra rạp vào cúng thời điểm này thì thanh sói chắc chắn sẽ bị so sánh với lại Avatar, và so sánh với một phim nữa là Thiên Linh Cái. Thì may mắn là Thiên Linh Cái tôi cũng có review, phim này là một bộ phim dở sáng tạo luôn đó mấy bạn. Coi mà nói thiệt các bạn sẽ muốn bấm share cái clip review của tôi và các bạn sẽ donate cho cái tiền mà tụi tôi đã bỏ ra để đi coi review cái phim dở để các bạn khỏi tốn tiền đó, thiệt bảo đảm luôn á. Rồi phim đó nó dở sợ luôn. Thanh sói có thể hơn phim Thiên Linh Cái nhưng mà thua Avatar. Nhưng mà nói lại đi nữa thì nếu bạn dễ tính, bạn coi bạn muốn ủng hộ Ngô Thanh Vân thì bạn coi bạn sẽ thấy thanh sói quá là ok mãn nhãn rồi. Nhưng nếu mà bạn khó tính thì bạn sẽ cảm thấy không,
còn thua những cái bộ phim mà tôi đã từng được coi hay lắm. Và đó là cái tôi muốn nói trong cái clip review này. Và nếu bạn thấy tôi review đúng, review hay, xứng đáng thì bạn hãy bấm share, bấm subscribe và donate tiền vé cho cái team mà tụi tôi đi coi những bộ phim để review về cho các bạn. Còn nếu các bạn không muốn làm gì hết thì tôi cũng không có câu nào khác ngoài. Tới đây clip dài rồi. Bye bye, hẹn gặp các bạn trong clip khác nhé. See ya. Sài Gòn ơi, Sài Gòn.